cũng tin cái bàn ghế chút xíu thì bốn người ngồi được luôn á. Thế chơi trò trốn tìm được không? Nhà bé lộ đít mà nó đòi chơi cái trốn tìm. Ê, xin chào mọi người, mình là Bảo Mập đây. Quay. Tính ra hôm nay ngày hôm nay mình đăng cái clip mà chơi cái Build Battle với lại Kia Vami á. Nhưng mà cái clip đó rất tiếc là mình bị hư rồi. Thế là bây giờ hôm nay coi như là phải thức khuya một chút. Làm một cái game riêng vậy. 4 trên 10. Ok. Cái này tính ra là chơi mà phải chơi trong mùa Halloween á thì nó mới đúng. Mà giờ lỡ rồi, vết vát thôi. Sao giờ? Paranormal Story. Game này tính ra là chơi mùa Halloween rất hồi giờ mới chơi. Thì có gì hay không? À, có quay không? Đi chơi thôi anh. Xin chào các bạn. À, cuối cùng các bạn đã tới rồi. May rồi, nhìn lần này đi gặp gà nhà của Gem chứ không phải là nhà của Chen nữa. Chứ mình nhìn cái mặt Chen mình chán lắm rồi. Đập mái cơ. Chờ gì nữa, vào nhà đi các bạn. Nào, vào thì vào. Chưa chắc nha. Ôi. Có hồ cá này mà cá này cá nhựa à, sao mà không bơi gì hết vậy? Mà tranh này là hay là tranh hay là tivi cũng được nhỉ. Wow. Bạn có thể thăm ngôi nhà đi khám phá vòng vòng ở đây, tại sao có con chó, con mèo. Lên lầu có cái rồi. Bạn qua nhà rồi thì mình phải đi chứ, mình đi từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, đi từ toilet ra tới cửa, từ cửa ra tới toilet. Đây là gì vậy? Có được không? Phải đi vô luôn nè. Ồ, là ra. Chưa kịp nói gì cả. Vừa nói ra ban công. Ồ, là mưa. Ồ, mưa cục bộ à. Mưa sao có cái trước nhà thôi vậy, còn xéo xéo nhà nó không mưa vậy. Phải rồi. Hy vọng cơn mưa này sẽ không phá buổi lễ Halloween. Thôi công nhận Halloween qua 2-3 tháng rồi tôi mới chơi đó, buồn ghê. Chém ơi, cúp điện rồi sao đen thui chém ơi. Chém à. Hình như là điện nó quýnh, ai lộn, sấm chớp nó quýnh vô cái đường điện rồi. Thôi đi sửa đây. Rồi. Bây giờ thì mình chỉ thấy tên thôi, không thấy người đâu cả. Giờ mà có cái mặt nữa lú ra cái là đêm đấy. Rồi ạ. Hiện giờ mình chơi là cũng 10 rưỡi, đúng không? 10 rưỡi đêm đấy, mấy bạn nhỏ này John là cũng gọi là siêu cấp rồi đó. Tao nói nha, cái game mà chưa hết mà tí nữa bị ba mẹ găng kêu đi ngủ là bó tay à, không can nổi á. Mấy chuyện đó anh bó tay đó. Rồi, check the new có nghĩa là đi xuống coi TV. TV đâu? Đây, ngày Halloween. Chịu nhỏ xíu à. Did you play nữa nè. Này quảng cáo đó. Ở dưới cái dòng nhỏ nhỏ đó là nó đang quảng cáo một cái game khác mà nó làm. Tinh vi. Chơi game mà cài quảng cáo liên tục à, thì mình cũng thế thôi. Thôi khuya rồi, ngủ đi nào các bạn. Đi ngủ mấy em ơi. Nãy mấy em đi có chỗ nào gọi là em thấy mấy cái giường không? Đây có giường không? Có cái giường à. Đây là gì? Ở đây là toilet rồi. Có cái giường mà 3-4 thằng nằm. Thôi anh ngủ đây, nhưng mà mấy đứa đừng làm gì anh nha. Mấy công tổn hại chân sắc lắm. Chết. Cố lên em. Điện thoại nó hơi lắc một xíu thôi. Nhưng mà không sao đâu. Cố lên. Ủa? Cố lên em chứ. Lú à. Sáng rồi sao?
Chán thật rồi. Mà mệt dữ nè. Cơ thể đâu bị gì đâu. Lẽ có chuyện gì? Đó đúng là sáng rồi. Vậy là đây chỉ là một buổi thăm nhà xem bình thường thôi, đâu có gì gọi là nó biến cố gì xảy ra đâu. Biết đâu đây là một cái game lần đầu tiên đi chơi mà không có vấn đề gì xảy ra sao? Pizza. Nào, ăn đi pizza nào. Rồi. Đâu pizza đâu. Bây giờ là 10 nửa đêm mà thật sự nhìn cái bánh pizza là mình cũng đang đói. Không thể nào, ví dụ như là ở đây ăn pizza mà mình lại đang quay clip mình ra mình xách tới tô mì mình ăn thì hơi kỳ đúng không? Đói quá. Nào 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 nào, pizza giao tới cửa kìa. Đây, pizza đây. Lấy chưa, lấy chưa? Wonder pizza. Lấy chứ. Đang đói mà. Này, có một cái này. Đúng rồi. Các bạn, bây giờ tôi đi toilet đây. Ok. Vậy thì tụi mình chờ ở đây nha. Ai đi toilet thì cứ đi toilet đi, mình ăn ở đây thôi. Nhầm 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 nhầm. Rồi, bỏ mồm cái tay giữ nguyên luôn. Ui, có con gì ngoài cửa kìa. Này đúng đúng chất Halloween rồi, quả bí ngô mà có sừng nữa. Bí ngô mà còn bị cắm sừng nữa cơ các bạn ạ. À. Không tin đâu. Không tin, tao không biết những gì em đang can tâm lừa dối. Bậy ơi, mấy bạn này chữa bậy là bậy ơi. Tôi buồn đấy. Chơi game phải có văn hóa chứ. Đi ra không được nha. Đi ra là không được nha. Con mặt mặt các bạn bị sao vậy? Xanh lè vậy? Thấy chuyện gì xảy ra sao? Game này nó đi đi ỉa xong nó lơ ngơ lác ngác, nó không biết chuyện gì xảy ra với tụi mình. À, tụi mình mới thấy cái gì đó nó rất là ghê rợn ở đằng cửa sổ. Thấy có cái gì ghê rợn đâu nào? Nào, có gì đâu ghê rợn nào, nó đúng rồi. Hơ hơ hơ. Chơi đi. Chơi gì bạn? Rồi, ok, chơi. Chơi thì chơi. Đây là những người đàn ông với nhau nên chơi cái gì cũng được, nhưng mà đừng chơi đấu vật với nhau là được rồi. Mệt lắm. Không tin cái bàn ghế chút xíu thì 4 người ngồi được luôn á. Thế chơi trò trốn tìm được không? Nhà bé lỗ đít mà nó đòi chơi trốn tìm. Ok. Nhà to to rủ đi trốn tìm thì nó lại hợp lý. Còn rồi, let's go như thế nào? Ai ai tìm ai bị một cái biến mất luôn. Thấy nó vô đây nè. Tìm gem. Mở tủ lạnh ra thấy gem nằm trong. Không phải. Rồi, lên lầu đi. Toilet. Ô, em nào tìm thấy gem nhanh vậy? Rồi cái đến là gì nữa? Lại chơi dễ gì sao? Sẽ còn một trò chơi nữa nhưng mà chờ đến đêm đi, chơi đêm rồi mới chơi. Halloween mà đêm chơi chỉ có đi đi, đi xin kẹo thôi. Rồi ok, let's go. Go 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 go. Lên được. Lên đường đi. Sao Vami ít ra video vậy? Mấy hôm nữa, mấy hôm trước Vami bệnh đấy. Giờ khỏe rồi. Đỡ đỡ đây. Có chuyện gì xảy ra vậy? Mình đến đâu vậy? Ờ thì tao không biết nữa. Có vẻ như là xe đã hết xăng rồi. Dễ hơi dịch dễ hơi xíu xíu. Vậy thì nói với tụi mình chúng ta đang kẹt ở đâu đi.
Westbrook đúng ta? Ok. Ờ thì để tôi tìm, chạy vòng vòng đi, tôi tìm coi có ai giúp đỡ không, tại vì điện thoại nó không có hoạt động được nữa. Ở đây làm gì có cách nào? Đây giống như là cái quốc lộ ở bên nước ngoài vậy đúng không ta? Cái đường chạy, cái len chạy ở đây thôi, nhà cửa là không có gì hết trơn, chứ không phải là như mình đâu. Như mình là ví dụ cái đường ở giữa rồi, nhà có hai nhà bên đường. À đây thì không phải đâu. Thôi đứng yên đi, đứng yên đi, chờ mình đi, cho ly nước ngọt nè. Coca. Rồi đứng chờ đi. Ok, what now? Không biết nữa. Ôi trời ơi. Còn những người đến đúng lúc mà thằng bạn đi thì thằng này lại quay lại. Ừ. Thằng bạn này gài ơi, cái này là thằng bạn gài rồi. Không sợ đâu. Nó đứng yên đúng không? Nó lắc nhưng mà đứng yên phải không? Không 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 không, nó đang qua đây. Bảy. Đây chạy được, Ở đây chạy cũng không được luôn. Quẹo lại mấy em ơi, quẹo lại. Rồi nữa cây máu rồi, em tôi. Không còn sắc xuân em tôi nữa. À, bụi quá. Thằng này giống như ma á. Thoát ẩn thoát hiện à. Không hiểu luôn. Vậy thì cái xe như thế này thì làm sao sửa? Đi bộ đâu? Ôi mình không đi bộ đâu. Mình không đi bộ đâu. Trời ạ. Ôi. Ở đây là cái nghĩa trang phải không? Phải nghĩa trang không? Ừ, tao nghĩ phải. Đi tới nữa đi. Đêm mà đi ra nghĩa trang á là dễ bị ma dắt lắm á nha. Ừ, dễ bị người khác dẫn đường lắm nha. Trời ơi. Có cái gì đỏ đỏ đằng kia kìa. Mà đỏ đỏ là không lành đâu. Bỏ đi bạn. Không biết nữa, tao không biết nữa. Đấy, rồi xong. Chào mấy thằng ngu. Hello full. Không biết đứa nào ngu nữa thì nó đã là bí rồi mà nó còn bị cắm sừng nữa, không biết đứa nào ngu nữa. Mày nữa hả? Mày muốn gì? Trời ơi. Ta muốn Halloween kết thúc. Không sao, mày có thể chờ đến ngày mai. Đêm nay Halloween rồi, ngày mai là hết Halloween. Cũng như bây giờ đang là Noel thì Halloween đã chấm dứt rồi. Muốn Halloween nữa thì đến năm sau. Đơn giản lắm. Đi về một góc tường đi, không cần phải dọa tụi tao đâu. Dọa làm gì, ngày hôm nay cũng sẽ kết thúc mà thôi. Lắc hoài ta. Ui. Mỗi lần chơi chơi story là mình tốn tiền đó. Nhưng mà cái đó là Kia rủ. À, tao bụi quá, mấy bạn thông cảm. Trong 20 giây mình phải kết thúc được cái obby này. Và lần này mình chơi một mình thì mình có tốn tiền nữa không ta? Bị nè. Chuông reo là bắn. 1 2 Chưa nhảy á. Chưa. Đi bậy bạ là chết rồi. 1 2 ấy. Đấy. Đấy. Phải hả? Để cái góc nhìn này hơi ghê ghê. Cái góc nhìn này là chính xác. Đó, cướp. Vậy hả? Có bạn kia là không kịp rồi. Sao không? Ơ, qua đường nè. Kiểu gì? Không hiểu luôn. Tại sao có cái súng ở đây? Ừ, có cái súng nè. Vậy thì có nên lấy không? Sao ta? Đại đi nha. Cái này là không hiểu nha. Tôi không hiểu á. Mà lỡ không lấy thì sao? Mà lỡ lấy thì sao? Không hiểu. Tụi mày làm được rồi, chúc mừng tụi mày. Impossible. Không thể nào.
Là sao? Dễ gì mà mày không tin sao? Bây giờ mình phải chạy nhanh trước khi mà axit nó lớn tới. Này là một cái trò rất là đơn giản, một người như mình mà cũng có thể vượt qua được. Hãy tin mình đi. 30 giây. Bây giờ mới đếm là muộn mẹ rồi, đi nửa đường rồi. Ua ha ha. Axit tăng, axit dâng lên, axit dâng lên. Đấy, hết rồi, sạch sẽ. Dễ, đó là dễ. Bốn bạn đầy đủ bốn bạn, à ba bạn chứ. Ba bạn đầy đủ bốn ba bạn. Như chơi ban đêm nó bị lú rồi sao? Nó lắp dễ sợ. Cái game này là đơn giản, hết sức đơn giản. Còn ly nước ngọt nè, chưa thèm uống nữa nè. Chúng ta làm được rồi, thoát khỏi đi thôi. Các con khỉ, quay lại đây. Đâu, mày đâu? Mày đâu, mày ra kiếm chuyện qua đây. Em sẽ bảo vệ anh, cảm ơn em. À, đó là một chuyến đi thiệt là dài. Đơn giản luôn, ô nó đơn giản quá. Mày chắc là chuyện này kết thúc chưa Gem? Mày cầm cái súng làm gì vậy Gem? Gem à, tao nè, là sao? Là sao? Nè, cái chỗ này chạy qua được không vậy? Chí cô chít thôi mà, đúng không? Cầm súng làm gì vậy Gem? À, đây là quà cho mày nè. À, ok ok, được được được, chất em ơi. Chất luôn. Đó, qua nhà xin kẹo, cho viên kẹo đồng nằm tại chỗ. Đấy, được lên. Được, 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 được. Ma này pha ke quá, ma này yếu quá. Ma pha ke. Chơi, chơi mà thua kẹo đồng. Ma pha ke, ma pha ke. Ừ. Mặt xem nó dữ quá. Ôi, xong chuyện rồi, về nhà. Cái Halloween này, may là đã qua mùa Halloween này rồi đấy. Hèn chi cái game này không ai chơi á. Trời ơi, nó quá dễ đi, nó easy luôn. Không ngờ. Rồi, nằm dạng hán đó đây rồi. Quá là dễ. Nó còn một phrase nữa. Là sao? À, ok, cái này là good ending, còn một cái bad ending nữa, đúng không? Anh hiểu ý em rồi. Bad ending là nãy mày không cầm súng. Xong rồi á, cái con nó qua nhà. Và thằng Gem nó cũng không có súng luôn, nên lúc đó mình chết, đúng không? Đó lại là hợp lý. Ok. Anh em. Các em. Đấy. Rồi, tuy là cái video này nó ngắn và nó cũng không có gì khó hết, nhưng mà nếu mà các bạn thích cái video này, nhớ để lại cho mình một like, một share, một subscribe. Cảm ơn các bạn đã xem cái video này đến đây. Bye bye các bạn. Bye.